Bánh trứng, bánh giò. Trứng gai, bánh giò. Bánh giò xôi khúp bê. Bánh giò với lớp vỏ béo béo, với nước xương hầm, nhân làm từ thịt nạc vai, có kèm mộc nhĩ, hành tím khô, hành tây, bánh gói trong lá chuối rồi đem hấp. Bánh giò nóng hổi thơm lừng lá chuối và lớp bánh mềm mượt là món ăn sáng tiện lợi nhanh chóng, nhưng cũng rất đầy đủ chất và khi thưởng thức ai cũng rất dễ bị nghiền đấy. Để thực hiện phần vỏ bánh thơm ngon, chúng ta cần chuẩn bị 500g bột bánh giò Miko hương xưa, 1,8 đến 2 lít nước, 50g dầu ăn, lá chuối chần sơ qua nước nóng, sau đó lau sạch. Và đừng quên chuẩn bị thêm dây dùng để buộc bánh nữa nhé. Còn những nguyên liệu sau đây mới quan trọng cho phần nhân bánh thơm ngon. Chúng ta cần chuẩn bị 400g thịt nạc xay, 20g nấm mèo, ngâm nước rửa sạch và cắt hạt lựu, trứng cút đã luộc chín và bóc vỏ, 1 củ cà rốt sắc hạt lựu. Gia vị nêm bao gồm hạt nêm, nước mắm, muối, đường. Các bạn sẽ rất bất ngờ khi biết món ăn thơm ngon này lại có cách chế biến vô cùng đơn giản. Đầu tiên, chúng ta cho bột bánh giò hương xưa, nước và dầu ăn vào son. Sau đó chúng ta đặt son lên bếp, khuấy với lửa vừa cho đến khi bột đạt dẻo, sánh mịn. Còn bây giờ là công đoạn thực hiện phần nhân bánh. Chuẩn bị một chảo nhỏ, đổ một ít dầu ăn vào đun sôi, rồi cho hành tím vào phi thơm. Sau đó cho thịt, hành tây, mộc nhĩ vào chảo đảo đều, đến khi thịt săn lại thì dừng và tắt bếp. Bánh giò có ngon hay không, phần lớn là nằm ở phần nhân bánh. Với các nguyên liệu sẵn có như nấm hương, mộc nhĩ, thịt xay, trứng cút, hành tây, hành tím là bạn đã có phần nhân bánh thơm ngon và đậm vị rồi đó. Tiếp đến chúng ta xếp lá chuối vào khuôn, sau đó cho một lớp bột bánh giò vào, rồi cho nhân và trứng cút sau cùng là thêm một lớp bột bánh giò nữa và gói bánh thành hình nón. Cột dây rồi đem đi hấp với sượng nước đang sôi. Bánh sẽ được hấp trong khoảng thời gian từ 20 đến 30 phút. Wow, lúc này bánh ống ả, thật sự bắt mắt không thể nào chối từ được. Chúng ta cùng điểm qua một số yêu cầu cho loại bánh này nhé. Bề mặt bánh láng mịn, khi ăn mềm mại và tan. Bánh nên được dùng trong ngày, nếu để qua ngày thì bảo quản trong tủ lạnh và khi ăn phải hấp lại và bảo quản nơi khô ráo.